Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái bài học kinh nghiệm nho nhỏ. Đấy là các cái cách để viết quảng cáo, viết bài hay ở trên Facebook. Viết quảng cáo để bán hàng hoặc là viết bài hay trên Facebook để thu hút bạn đọc, có đúng không ạ? Thế thì các cái kinh nghiệm ở đây cũng rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng trong một cái thời lượng, một cái bài học ngắn thì tôi cũng không thể chia sẻ hết được. Thì tôi xin phép đưa một cái số những kinh nghiệm nho nhỏ như thế này. Đầu tiên, các anh chị muốn viết được quảng cáo hay thì theo quan điểm của tôi vẫn phải là nghiên cứu về hành vi của khách hàng, nghiên cứu về tâm lý của khách hàng, đúng không ạ? Rằng là sản phẩm của mình là gì, giá bán là bao nhiêu, bán cho ai, bán cho đối tượng nào, cái tập khách hàng đấy có đặc điểm gì, vì sao họ mua hàng, đúng không ạ? Đối thủ của mình là ai, sự khác biệt sản phẩm của mình là gì, mình phải tìm hiểu hết để từ đó mình đưa những cái thông điệp đánh trúng vào cái tâm lý, cái hành vi, cái suy nghĩ của khách hàng khi mua. Đấy là cái lời khuyên thứ nhất, là mình vẫn phải nghiên cứu insight của khách hàng, vẫn phải nghiên cứu cái phần thực tế là 4P của mình, là cái marketing 4P của mình, đặc biệt là về sản phẩm, về giá, đúng không ạ? Về kênh phân phối, về hoạt động quảng cáo. Thứ hai nữa, đấy là chúng ta cần phải làm gì ạ? Là sử dụng ngôn từ, hình ảnh, video làm sao cho nó hay, hấp dẫn nhất. Bởi vì nội dung của quảng cáo chính là hình ảnh, chính là ngôn từ, chính là video, đúng không ạ? Chúng ta không thể biết được cái hình ảnh nào là tốt nhất thì chúng ta hãy thử dùng phương pháp AB testing. Chúng ta không chắc chắn là ngôn từ nào là hay nhất, dài thì hay là ngắn thì hay, đúng không ạ? Sốc thì hay là bình thường, chúng ta không biết được thì chúng ta cũng phải thử, đúng không ạ? Chúng ta phải đưa ra rất nhiều các cái kịch bản, các mẫu quảng cáo khác nhau để mà cùng bán về một cái sản phẩm. Nam mua một kiểu, nữ mua một kiểu, già một kiểu, trẻ một kiểu, thì chúng ta sẽ cần phải có những cái mẫu quảng cáo bao gồm thông điệp, bao gồm là gì ạ? Hình ảnh, bao gồm video, đúng không ạ? Các cái minh chứng. Đấy là cái mà tôi đang muốn nói. Thế sau đó thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu một cái mô hình mà trong sale cũng như là trong AdWords cũng như là trong marketing người ta nói rất là nhiều, đấy là mô hình AIDA, đúng không ạ? Viết một cái bài theo chuẩn AIDA là gì, đúng không ạ? Đấy là gì ạ? Đầu tiên là sự nhận biết, sau đấy là gì ạ? Sự quan tâm, sau đấy là nảy sinh nhu cầu, và cuối cùng đấy là gì ạ? Hành động, là mua hàng. Thế thì chúng ta sẽ rất là để ý đến một cái quy trình một cái bài viết quảng cáo, là nó sẽ gồm có bao nhiêu phần, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái phần nội dung, chúng ta chia nó ra, đúng không ạ? Những cái gì hay nhất, hấp dẫn nhất, sốc nhất, khuyến mại, mua một tặng một, cam kết bán hàng, chúng ta đưa vào đấy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói về những cái ưu điểm, những cái cam kết, những cái sự khác biệt của chúng ta. Và thứ ba là chúng ta nói về cái cách thức mua hàng. Và thứ tư đó là chúng ta sẽ có những hình thức là ép comment, ép share. Ví dụ như là comment ngay để được giảm giá, share bài này để được tặng thêm một cái gì đó. Đấy là trong cái quá trình mà chúng ta làm quảng cáo, có đúng không ạ? Thế thì tiếp tục, đấy là chúng ta sẽ cần phải có thể sử dụng thêm một số những cái hình thức như là seeding trong quảng cáo, đúng không ạ? Seeding trong quảng cáo, ví dụ như là mình có thể dùng 10 hoặc 20 cái nick ảo, chúng ta tung hứng với nhau. Tung hứng cũng phải khéo và phải có kịch bản, đúng không ạ? Để chúng tạo được một cái sự lòng tin, một cái sự minh chứng để cho khách hàng người ta dễ bị dẫn dụ vào. Thế thì chúng ta cần phải viết một cái mẫu quảng cáo được chia theo phần, và trong từng phần đấy chúng ta mỗi một phần sẽ giải quyết một vấn đề của khách hàng. Ví dụ như tiêu đề phải hấp dẫn, đúng không ạ? Nó phải tạo ra sự tò mò, sự kích thích, đúng không ạ? Hình ảnh phải rất là bắt mắt, đúng không ạ? Đi vào những cái vấn đề mà khách hàng thực sự quan tâm nhất, ví dụ như là giá, ví dụ như là khuyến mại, ví dụ như là quà tặng, ví dụ như là cam kết, ví dụ như là không hài lòng thì hoàn lại tiền, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Các cái chương trình bảo hành, khuyến mại, hậu mãi sau bán, đúng không ạ? Rồi thì những cái lời kêu gọi hành động là gì? Đấy. Rồi thì sao ạ? Liên quan đến những cái lợi ích, cái đặc điểm, đặc tính của sản phẩm và những cái gì để toát lên cái sự khác biệt sản phẩm của mình so với đối thủ, đúng không ạ? Rồi những cái chương trình để mà ép khách hàng mua nhiều, chẳng hạn mua 2 thì được giảm gì, mua 3 được giảm gì, mua 4 được giảm gì, đúng không ạ? Vân vân. Và liên tục thay đổi những cái chương trình khuyến mại. Cái loạt video này tôi cũng đã nói về cái chương trình khuyến mại rồi. Bởi vì khi bạn thay đổi chương trình khuyến mại một phát thì ngay lập tức cái mẫu quảng cáo đấy nó trở nên hiệu quả. Thậm chí là cái mẫu quảng cáo trước đấy bạn đã làm rất là tốt rồi, nhưng mà lâu lâu làm sao nó sẽ bị cũ, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Khách hàng sẽ không còn thích nó nữa thì mình cũng sẽ phải đổi, đúng không ạ?
Rồi chúng ta trong cái kỹ thuật giật tít thì chúng ta phải chứa đựng những cái gì là gây ra sốc, gây ra độc, gây ra lạ, tò mò, hấp dẫn, đánh vào lòng tin, đánh vào sự tham lam, đúng không ạ? Đánh vào cái sự giá rẻ, đưa ra các lý do mà họ sẽ phải mua hàng, đưa ra các con số, đưa ra các minh chứng. Rồi thì rất nhiều cách để chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Cái ngôn từ thì chúng ta phải viết theo cái ngôn từ của khách hàng, khách trẻ thì ngôn từ trẻ, khách già thì ngôn từ già. Chúng ta có thể đọc thêm cái cuốn sách là Thôi Miên Bằng Ngôn Từ. Rồi thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái thẻ hashtag, sử dụng thêm những cái đường link mà để khách hàng đăng ký, đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta phải thay đổi cái độ dài ngắn của quảng cáo để chúng ta xác định được xem là cái quảng cáo của chúng ta có hiệu quả hay không. Và chúng ta thay đổi, chúng ta thử nghiệm phương án AB testing, đúng không ạ? Thế thì đây là một số những cái gợi ý nho nhỏ thôi. Thực tế thì trên thị trường có rất nhiều người viết những cái chủ đề như thế này. Thế thì kinh nghiệm của tôi thì đấy là luôn luôn suy nghĩ là khách hàng muốn gì, khách hàng thực sự cần gì, cái lòng tin, cái minh chứng là gì, thì mình cứ đưa những cái đấy vào, đưa những cái thứ đấy vào trong mẫu quảng cáo và chia thành từng phần, từng đoạn ra, sử dụng hình ảnh hấp dẫn, nó lịch sự một chút, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là rất là dễ thành công. Thực tế chúng tôi chạy quảng cáo, chúng tôi thấy rằng cùng một sản phẩm nhưng có một cái mẫu quảng cáo là khách hàng người ta liên tục nghi ngờ, liên tục ném đá khi comment, nhưng có một cái mẫu quảng cáo là người ta thả số điện thoại, người ta rất là thích mua, đúng không ạ? Đấy là do cảm nhận của người xem quảng cáo, thì chúng ta cần phải lưu ý cái việc đó, đúng không ạ? Và chúng ta cũng phải học rất là nhiều, và chúng ta viết lách chúng ta cũng rất là thoải mái, đúng không ạ? Thay đổi đôi khi tâm sự tỉ tê, đúng không ạ? Và không cần bài bản trau chuốt quá thì có khi cũng lại hiệu quả. Một cái status cao hứng cũng có thể rất là thành công, đúng không ạ? Vâng, sáng tạo, đổi mới và liên tục đổi mới thì mới là cái yếu tố thành công của quảng cáo trên Facebook, cũng như kết hợp với các cái chiến lược chăm sóc khách hàng, kết hợp với các chiến lược sản phẩm mới, đổi mới sản phẩm thì sẽ giúp các bạn thành công. Còn nếu mà các cái kỹ thuật quảng cáo bây giờ thì nó cũng không phải là quá khác biệt, đúng không ạ? Khác biệt lớn đấy là cái việc là chúng ta sử dụng ngôn từ, sự sáng tạo trong các mẫu quảng cáo, các cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta. Lời khuyên cuối cùng đấy là các bạn nên chịu khó đọc và tham khảo các mẫu quảng cáo và đọc những cuốn sách nói về quảng cáo, nói về thiết kế, nói về đồ họa, sẽ giúp các bạn phát triển được rất nhiều các ý tưởng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.